Hello anh em, đã quay trở lại của Real Tech. Ok, thì hôm nay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con laptop gaming nó đang nằm ở ngay trên bàn của mình đây. Thì thực ra với 8 con laptop gaming thì nó cũng sẽ không thể nào mà nó phủ hết được tất cả những con laptop gaming ở trên thị trường thì hiện tại. Nếu mà anh em kiểu đếm trên đầu ngón tay thì chắc chắn là phải mất 4 bàn tay thì anh em mới có thể liệt kê được hết tất cả những con laptop ở trên thị trường hiện tại. Nhưng mà với 8 con laptop gaming này thì mình sẽ chỉ ra cho anh em một số ưu nhược điểm của những con laptop gaming này. Và cũng như đấy chính là mình cũng sẽ gợi ý cho anh em với mùa back to school này, anh em chọn laptop gaming để học tập thì anh em sẽ cần lưu ý những điểm gì nhá. 5 giây dành cho quảng cáo thì tất cả đống laptop gaming này thì đều được mình mượn từ Nguyễn Công PC. Anh em đừng quên, đấy chính là Nguyễn Công PC. Ngoài những cấu hình PC rất khủng và rất đa dạng ra thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn những con laptop gaming, hay thậm chí đấy chính là rất đa dạng những mẫu laptop từ Ultrabook cho đến laptop gaming để anh em lựa chọn luôn. Bây giờ là mùa back to school rồi, anh em đã có nhu cầu mua laptop thì cứ tham khảo Nguyễn Công PC, rất nhiều kèo ngon cho anh em nhé. Ok, mình đã quay trở lại rồi đấy anh em. Mình đang để em MacBook Air 15 inch M3 của mình đang đặt ở ngay giữa 8 con laptop này, nhìn anh em liên tưởng cái meme nào không? nhưng mà ok, thì mình để con MacBook của mình ở giữa để anh em có được một cái sự so sánh. Đấy chính là khi mà so sánh về mặt kích thước này, trọng lượng này, các thứ này, giữa một con laptop gaming và một con Ultrabook cùng là một kích thước 15 inch thì nó sẽ chênh lệch nhau như thế nào. Ok, quay trở lại với cả đống laptop gaming chúng ta đi. Trên này mình có MSI GF này, rồi là mình có Victus này, mình có LOQ này, mình có dưới này là sẽ là một con Gigabyte G6. Dưới này mình sẽ có một con HP Omen, có một con Tube A15, mình sẽ có thêm cả một con Tube con Giga G5, và cũng như trên này mình sẽ có một em Acer Nitro. Nó sẽ là những con laptop gaming kiểu nó rất là thân thuộc với cả anh em đúng không? Nếu mà anh em xem cái video mình xếp hạng những con laptop gaming thì anh em sẽ càng hiểu rõ những con laptop này nó như thế nào. Với em GF thì nếu mà anh em kiểu không thể cố được lên những mức giá cao hơn và anh em sẽ phải mua ở những cái mức giá thấp thì MSI GF nó sẽ là sự lựa chọn của anh em. Nhưng nếu mà chỉ cần anh em có những cái tầm giá cao hơn một xíu thì những con laptop gaming khác nó sẽ là những sự lựa chọn tuyệt vời hơn rất nhiều. Con GF này thì nó sẽ đảm bảo được cho anh em đấy chính là một cái cấu hình rất cao và một cái mức giá nó cực kỳ vừa phải. Nhưng mà gần như tất cả những thứ còn lại nó sẽ không bằng những con laptop gaming khác đâu. Hay là ở bên dưới này mình đang có đấy chính là một em HP Victus. Thân hình hay là trọng lượng hay là thiết kế hay là hiệu năng rồi là tản nhiệt các thứ thì nó sẽ ở mức kiểu nó cũng bình, nó cứ chung chung so với cả những con laptop ở trong cùng phân khúc với cả nó. Có chăng đấy chính là nếu mà đời trước của con Victus cái phần cổng tản nhiệt này nó không được đẹp lắm, thì bây giờ cái phần tản nhiệt nó làm theo kiểu phun giải như này nó ra dáng gaming hơn. Ngày xưa nhìn nó vẫn, mặc dù nó là gaming nhưng mà nhìn nó vẫn hơi văn phòng một xíu. Còn với cả em đây sẽ là em LOQ. Cái video mình xếp hạng mấy con laptop mà xếp hạng laptop gaming cho anh em thì mình không đưa LOQ vào, bởi vì thực ra thời điểm đấy nó không phải là laptop chính hãng. Nhưng ở đây nhân tiện đây mình có sẵn ở trên tay thì mình cũng sẽ chia sẻ với cả anh em. LOQ nó là laptop nhập khẩu, thành ra là cái hiệu năng này, cái mức giá và cũng như là những gì mà anh em có được trên tầm giá nó sẽ tốt hơn là những con laptop chính hãng. Và phân khúc thì thực ra LOQ nó sẽ thấp hơn là Legion, thành ra là anh em đòi hỏi những thứ nó ngang Legion thì không được. Nhưng mà so với mặt bằng phân khúc và cũng như tầm tiền của nó thì nó đang xử lý khá là tốt. Thực ra nếu mà xét về mặt thiết kế thì mình thấy LOQ không đẹp bằng Victus, Victus đẹp hơn. Nhưng mà cái phần tản nhiệt rồi là hiệu năng của nó mang lại, kiểu như là nó control những cái điện áp cao nó tốt hơn. Thực ra trong cái đám này thì mấy con mà kiểu phân khúc giữa như kiểu Victus này, LOQ này, MSI GF này, rồi là Gigabyte ở đây, đây là con G6, bên này sẽ là con G5 thì cái màn hình của nó cũng ngang nhau, nó không có sự khác biệt nhau nhiều. Thường con nào ngon thì sẽ được một cái tấm nền khoảng 100% sRGB, con nào vừa phải thì nó sẽ là tấm nền khoảng 60% sRGB thì anh em vẫn là nên xài màn hình ngoài để có được một cái chất lượng thì tốt hơn. Đây sẽ là Gigabyte G6, nó sẽ là một dòng laptop gaming mới đến từ MSI. Thực ra thiết kế bên ngoài nó cũng không khác gì nhiều so với cả là con Gigabyte G5 cả, nhưng mà đổi lại ở đây thì anh em sẽ có được một cái hiệu năng tốt hơn rất là nhiều. Nếu mà anh em đã xem những cái video đánh giá em Gigabyte G5 của mình rồi thì anh em sẽ biết đấy chính là Gigabyte G5 đồng ý nó có một cái thân hình khá là tốt, build quality khá ổn, rồi nó có một cái màn hình nó khá ổn trong tầm giá, và cũng như đấy chính là
cấu hình á thì thuộc hạng cao trong tầm giá, nhưng mà Gigabyte lại hạn chế điện năng của cả CPU và cũng như là card đồ họa ở trong em Gigabyte G5. Thành ra là nó có một cấu hình cao nhưng mà hiệu năng thì nó sẽ lại không như là anh em mong muốn. Còn với em Gigabyte G6 thì nó sẽ fix được những cái vấn đề đấy của Gigabyte G5 và anh em sẽ có một cái màn hình tỷ lệ 16:10. Đấy, nếu mà anh em nào đang kiểu muốn tìm một con laptop để vừa học vừa chơi và thậm chí đấy chính là để phục vụ cho việc anh em làm thêm hay là công việc trong tương lai ấy, thì việc sở hữu một con laptop gaming mà có màn hình tỷ lệ 16:10 nó là một cái gì đấy mà nó lợi thế hơn rất nhiều. Nhưng con GF này nó sẽ là màn hình tỷ lệ 16:9, nó sẽ thiên về việc đấy chính là anh em chơi nhiều hơn 16:10. Đây, như kiểu cái màn hình con MacBook của mình nó là 16:10, nó sẽ cân bằng được câu chuyện giữa giải trí và cũng như để chính là làm việc của anh em. Đi sang bên này thì mình sẽ có ở đây, đấy chính là một em Acer Nitro. Hôm trước mình đã có một video để đánh giá cho anh em rồi, nhưng mà hôm đấy là phiên bản xài Ryzen 7, còn đây sẽ là phiên bản xài Ryzen 5, mà Ryzen 5 là Ryzen 5 8000 series. Thành ra đấy chính là cái hiệu năng của nó mang lại cho anh em là cực kỳ tốt. Nếu mà xét ở trong cái phân khúc của những con laptop mà kiểu Tuf này, Victus này, rồi LOQ, rồi là Nitro các thứ, thì nói thật với cả anh em đấy chính là mình đánh giá cao về cái mặt tản nhiệt của con Nitro hơn. Con Nitro mặc dù nhá, có thể nếu mà trong cùng một phân khúc giá thì thường cấu hình của con Nitro sẽ không cao như là những con khác, như kiểu Tuf hay là những con khác, nhưng mà nó lại mang lại cho anh em một cái để chỉ khả năng kéo điện cao và một cái hệ thống tản nhiệt đủ tốt. Còn màn hình thì nó cũng bình thường đấy. Build quality thực ra mấy con laptop gaming mà kiểu phân khúc giá bình bình thì nó cũng như nhau, trừ những con cao cấp kiểu như là con G6 này thì có build quality tốt hơn là những con còn lại này, hay là như kiểu ở dưới này mình có một con Omen thì cái build quality của nó là tốt hơn hẳn thôi. Còn lại gần như là những con laptop gaming này, cái build quality của nó gần như là không khác biệt nhau nhiều. Đây là Gigabyte G5. Gigabyte G5 thì nếu mà cái phiên bản mà con G5 ngày xưa thì cái con G5 mà anh em còn tháo được pin ấy, thì thực sự với cả anh em đấy chứ mình không đánh giá cao con đấy. Nó vừa dày, nó vừa nặng, nó thiết kế nó hơi cục và cũng như đấy chính là nó không ngon lắm được cái rẻ. Nhưng mà với con G5 này á, thì nãy mình cũng đã chia sẻ với các anh em rồi đúng không? Thiết kế của nó đẹp. Thực sự đấy chính là Gigabyte G5 đời này thiết kế đẹp. Cổng kết nối các thứ bố trí nó cũng rất là thông minh, đẩy hết tất cả những cái cổng kết nối mà cần dây ra đằng sau này. Đấy, mình rất là thích cái kiểu bố trí dây này luôn. Nhưng mà anh em nãy mình nói với cả anh em đấy chính là đồng ý là cấu hình nó cao, nhưng mà nó lại để điện năng của nó thấp quá. Có thể là do cái hệ thống tản nhiệt của nó không đáp ứng được cái mức điện năng cao. Thành ra là anh em có một cái có một cấu hình cao nhưng mà hiệu năng của nó thì thực sự đấy chính là không ổn một chút nào cả. Đây, nó có thể gọi là một con laptop chính hãng quốc dân cho anh em luôn, đấy chính là Tuf A15. Với Tuf A15 ấy, thì gần như đấy chính là sẽ không có nhiều thứ để chê ở trong cái tầm giá của nó. Bởi vì là nếu mà anh em chê trong tầm giá thì chắc là nó sẽ không có một cái hiệu năng tốt và cũng như đấy chính là cấu hình cao như là những con laptop nhập khẩu thôi. Nhưng mà cơ bản gần như tất cả mọi thứ mà anh em học sinh sinh viên cần thì trong cái Tuf này nó đều có thể đáp ứng được hết. Cái màn hình ngày xưa Tuf A15 thì cái màn hình của nó sẽ chỉ là một cái màn hình khoảng 60% sRGB, nó khá là xấu, nó khá là tệ. Nhưng mà bây giờ anh em sẽ có một cái màn hình 100% sRGB là nó đã dư sức để đáp ứng cho quá trình học tập của anh em rồi. Rồi là những thứ như là cấu hình các thứ trong tầm giá thì nó cũng ổn, chỉ có là tản nhiệt thì nó ở mức trung bình thôi. Tản nhiệt nó ở mức trung bình chứ không phải là quá cao so với cả những con laptop khác. Và có một cái điểm trừ này của con Tuf mà mình không thích từ ngày xưa đến giờ luôn cơ, đấy chính là cổng nguồn nó đặt ở đây, rồi HDMI đặt ở đây, rồi cổng LAN đặt ở đây, thì nó không thông minh trong cái việc sắp xếp những cái cổng kết nối ấy, anh em. Đấy, nãy giờ ở đây thì hầu như là kiểu laptop gaming kiểu tầm trung và vừa tiền thôi. Ở đây thì mình đang có thêm một con Omen nữa. Omen này thì có thể gọi là out phân khúc của tất cả những con ở lại đây rồi. Nó sẽ phù hợp với cả những anh em nào mà sinh viên nhiều tiền. Gần như tất cả mọi thứ ở bên trên này nó đều tốt và nó có thể thừa sức đáp ứng tất cả nhu cầu của anh em sinh viên luôn. Build quality cho đến tất cả mọi thứ nó đều tốt. Mình có một vài chia sẻ như này. Đấy, đây là một vài cái laptop mình có ở đây, mình chia sẻ một vài ý kiến với cả anh em. Nhưng mà mình có một vài chia sẻ như này với cả anh em sinh viên mà anh em đang muốn lựa chọn một cái laptop gaming để phục vụ quá trình học tập. Thì nếu mà anh em xem cái video mà mình và Vĩ đã chia sẻ về những tiêu chí và lựa chọn laptop để cho sinh viên á, thì mình có một cái điểm nhấn mạnh như này cho anh em, đấy chính là đối với cả anh em nào chọn laptop gaming để cho sinh viên á, thì anh em nên chú trọng vào câu chuyện đấy chính là anh em có một cái màn hình đẹp đẹp một xíu. Bởi vì thực tế đấy chính là anh em việc anh em mua một cái laptop mà
đắt tiền. Thực ra 15, 20 triệu, 25 triệu là một cái mức tiền nó rất lớn đối với một anh em học sinh sinh viên, thì nên ưu tiên những con laptop có màn hình tốt tốt một xíu, khoảng 100% sRGB là ok rồi. Không cần phải quá đòi hỏi đâu, 100% sRGB IPS và có tần số quét khoảng 120, 140 Hz là ổn. Bởi vì việc anh em sở hữu một con laptop đã khó khăn rồi, thì bây giờ anh em mua thêm một cái màn hình rời nữa để khắc phục câu chuyện đấy chính là màn hình xấu, nó cũng sẽ là một gánh nặng nhất định về mặt câu chuyện đấy chính là kinh tế cho anh em, đúng không? Còn về câu chuyện đấy chính là cấu hình á, thực tế mình nói thật với cả anh em đấy chính là nếu để đáp ứng nhu cầu học tập thì tất cả những con laptop gaming ở thời điểm hiện tại nó thừa sức đáp ứng việc học tập của anh em, kể cả anh em học những cái nhóm ngành mà kiểu nó nặng nề nhất như kiểu là đồ họa, kiến trúc hay là lập trình về mặt dữ liệu AI các thứ ạ, nó dư sức đáp ứng cho anh em trong quá trình học tập nhé. Đấy thì không, anh em không cần phải chú trọng quá nhiều về câu chuyện đấy chính là cấu hình đâu, bởi vì tất cả những con đấy nó đều đáp ứng được. Có chăng đấy chính là con nào nó cho cái trải nghiệm chơi game tốt hơn thôi, nhưng mình nghĩ là chính là chơi game nó thứ yếu thì anh em sẽ không cần phải đề cao quá. Anh em nên đề cao những con laptop mà kiểu như là ở đây thì mình đang không có em túp F15. Nếu mà anh em tìm được một con laptop mà kiểu như con túp F15 ấy, thì nó sẽ là một sự lựa chọn khá phù hợp cho anh em trong quá trình học tập, bởi vì nó di động hơn rất nhiều, nó mỏng hơn, nó nhẹ hơn, nó gọn gàng hơn. Như kiểu ở đây mình so sánh cái mặt kích thước, một con MacBook của mình 15 inch, cùng là 15 inch, nhưng mà nó ngắn hơn rất là nhiều, nó mỏng hơn rất là nhiều và nó nhẹ hơn rất là nhiều. Thì anh em sở hữu được một con laptop gaming mà mỏng nhẹ thì nó cũng sẽ là một điểm cộng. Đương nhiên là mỏng nhẹ thì nó cũng sẽ đi kèm với các là hiệu năng tải nhiệt nó không được tốt. Nhưng mà đối với cả anh em học sinh sinh viên á, thì mình cũng khuyên anh em đấy chính là nên chọn những con laptop và gaming mà có hiệu năng, có cái hiệu năng tải nhiệt ở mức khá đổ lên. Đừng chọn những con laptop gaming có hiệu năng tải nhiệt tệ quá. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà như kiểu mình này, rồi là anh em ở trong studio các thứ á, thì thường làm việc mình sẽ làm việc ở trong môi trường điều hòa. Mà làm việc trong môi trường điều hòa thì gần như tất cả những con laptop gaming nó đều mát. Cho dù là anh em có xài những con tản nhiệt mà nó cùi mà anh em ngồi phòng điều hòa thì nó cũng mát. Bởi vì đơn giản anh em ngồi phòng bình thường nó 30+ độ, anh em ngồi phòng điều hòa nó chỉ có khoảng 20 độ là nó mát hơn rất là nhiều, đúng không? Thì nếu mà đối với cả anh em học sinh sinh viên á, thì anh em sẽ gần như sẽ rất khó có điều kiện để thường xuyên ngồi trong không gian để chơi điều hòa. Buổi tối anh em về chạy deadline, anh em về nhà làm việc á, thì không có điều hòa thì chọn một con laptop gaming có hiệu năng tản nhiệt ở mức khá. Nó sẽ hỗ trợ anh em rất nhiều trong quá trình mà xử lý những cái gì đấy mà kiểu nó nặng nề á. Và nên chọn những con laptop gaming mà có khả năng nâng cấp tốt. Nếu mà nó thừa một khe RAM hay là nó thừa thêm một khe SSD thì đấy là những điểm mà anh em có thể ưu tiên để lựa chọn. Bởi vì là những cái đấy là nó liên quan đến sau này, bởi vì anh em bây giờ đang dùng thì ok nó đủ, nhưng mà sau này có đủ nữa hay không thì đấy là câu chuyện do công việc mà anh em làm thêm quyết định, đúng không? Thì việc có thể nâng cấp được nữa nó cũng sẽ là một điểm cộng. Và đây, như kiểu con laptop này là có Thunderbolt, con laptop ở dưới này có Thunderbolt, nhưng mà như kiểu con Gigabyte G5 này á thì anh em lại không có Thunderbolt, thì nó lại là một điểm trừ nếu mà anh em muốn tính di động nó là tối đa. Những con laptop mà có Thunderbolt ấy, thì anh em sẽ có thể sạc chứ các thứ, nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Con G5 này không có Thunderbolt. Rồi con G6 ở bên dưới nó cũng không có Thunderbolt. Nó chỉ là cổng USB thường thôi. Thành ra nó sẽ là những cái điểm hạn chế trong quá trình sử dụng của anh em. Nếu mà anh em dùng những con laptop mà có Thunderbolt á, thì anh em lên hội trường, anh em lên chỗ phòng học hay là anh em đi bất kỳ đâu, anh em sẽ chỉ cần cầm một cái cổng cục sạc USB-C khoảng 65W, xịn sò khoảng tầm 100W là anh em đã có thể vừa sạc cho điện thoại, vừa sạc cho laptop sử dụng, cực kỳ tiện lợi luôn. Vừa rồi là những gì mà thực tế thì mình muốn làm nhiều laptop hơn nữa, nhưng mà không có điều kiện để sở hữu đủ những con laptop này để mà làm video chia sẻ với cả anh em á. Mình muốn chia sẻ những con laptop mà trong tầm tay của mình thôi. Thì ý kiến anh em như nào? Hay là những tiêu chí lựa chọn laptop gaming cho anh em sinh viên của anh em như ra sao? Anh em hoàn toàn có thể comment phía bên dưới. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Realtek. Và sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.